Tin Châu Mỹ Latin, sứ điệp của các giám mục Châu Mỹ Latin nhân 8 năm giáo hoàng của Đức Thánh Cha Phanxicô. Nhân dịp 8 năm Đức Thánh Cha Phanxicô được bầu làm chủ trang giáo hội hoàng vũ, các giám mục Châu Mỹ Latin đã gửi một sứ điệp cảm ơn ngài về 8 năm giáo hoàng được sống với niềm vui tin mừng, cảm ơn những cử chỉ và lời nói khích lệ và hướng dẫn của ngài. Trong sứ điệp các giám mục châu Mỹ Latin nhấn mạnh những điểm then chốt trong giáo huấn của Đức Thánh Cha và bày tỏ lòng biết ơn ngài về sự khích lệ trở thành các môn đệ truyền giáo, về giáo hội đi ra từ bỏ các đặc quyền và đi đến các vùng ngoại biên của cuộc sống như Chúa Giêsu thành Nazareth đã làm. Mục tử có mùi chiên, các giám mục nhắc đến tin vui ngày 13 tháng 3 năm 2013. Ngày Đức Hồng Nghi Bạc Cô Lêu được bầu làm giáo hoàng kế vị Đức Biển Đức thứ 16. Các ngài viết, cảm ơn Đức Thánh Cha đã trở thành người đầu tiên giữa chúng con trở thành mục tử có mùi chiên, người hành hương của hòa bình. Mỗi ngày, bằng những cử chỉ và lời nói, Đức Thánh Cha khuyến khích chúng con làm cho nước Chúa hiện diện trong các dân tộc của chúng con, đặc biệt là giữa những người nghèo khổ nhất. Không ngừng hoán cải, sứ điệp viết tiếp, chúng con biết rõ rằng giữa những bất bình đẳng và bất công mà lục địa của chúng con phải gánh chịu như giáo hội luôn được đổi mới chúng con phải thực hiện lời kêu gọi hoán cải không ngừng để thực hiện những ước mơ mà đức thánh cha đã trao cho chúng con ở querida amazonia miền amazon yêu quý làm cho giáo hội mỗi ngày càng giống người samari nhân hậu hiệp hành tham gia và trên hết là phục vụ dân chúa một giáo hội luôn sẵn sàng chữa lành vết thương như một bệnh viện giã chiến giữa những người di cư, những người mất nhà cửa, những người bị bạo lực, những nạn nhân buôn người và những người dễ bị tổn thương nhất, những người bị từ chối các quyền cơ bản, cụ thể là về sức khỏe, việc làm, nhà ở và giáo dục. Giáo hội nghèo vì người nghèo các giám mục châu Mỹ Latin cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco đã dạy họ trở thành một giáo hội nghèo cho người nghèo, dẫn thân phát triển con người toàn diện, bảo vệ sự sống và chăm sóc ngôi nhà chung. Các ngài nhấn mạnh với tư cách là giám mục Roma, Đức Thánh Cha đã đặt ưu tiên quan tâm đến tình huynh đệ và tình bạn và một cách đặc biệt mời gọi chúng con quan tâm đến những người trẻ và những người già, phụ nữ và trẻ em, các nhóm thiểu số bản địa bị loại trừ và làm cho biến mất bởi một nền kinh tế giết chết cuối cùng các giám mục bày tỏ lòng biết ơn đức thánh cha vì đã chỉ ra con đường đúng đắn để sống phúc âm với niềm vui và sự đơn sơ của trái tim